cho đến bây giờ, khi đã là giám đốc trung tâm đào tạo nghề nấu ăn Sao Mai, một trung tâm đào tạo nghề nấu ăn khá có tiếng ở Hà Nội, anh Trương Công Lệ có lẽ sẽ không thể quên được hành trình khởi nghiệp đầy gian nan, vất vả của mình. Cách đây gần 20 năm, có một chàng trai quê ở tận miền Trung quyết tâm ra Hà Nội tìm việc làm. Ngày đó, anh không dám ước mong xa xôi và lớn lao gì, chỉ đơn giản là làm sao có thể có được một công việc và công việc đó có thể nuôi được bản thân mình. Nghĩ như vậy nên chàng thanh niên Trương Công Lệ tìm đến những nhà hàng, khách sạn để xin làm những việc lặt vặt như bồi bàn, rửa bát, thu ngân. Dù biết đó là những công việc vất vả, lương lại thấp, nhưng anh đâu có sự lựa chọn nào khác, bởi với anh, điều quan trọng nhất lúc đó là làm sao tự mình có thể nuôi được bản thân mình, không phải nhờ gia đình trợ giúp. Khi học cái nghề này, tôi chưa biết tôi sẽ làm cái gì cả, tôi không biết là tôi có đam mê hay không nữa. Mà vào thời điểm đấy, nó chỉ là một cái việc rất là tình cờ rằng tôi chọn cái nghề này để như là một cái gì đấy để mà kiếm sống thôi. Chứ còn hồi đó đúng là người ta chỉ quan niệm phụ nữ vào bếp thôi, chứ ai nghĩ mấy ông con trai này vào bếp làm gì đâu. Đấy, nhưng mà sau này cũng rất là may là tôi tiếp xúc được với một số cái đầu bếp khách sạn mà người ta ở nước ngoài sang á, thì người ta cũng nói là nếu ở nước ngoài thì con trai làm bếp mới là giỏi. Hàng ngày được tiếp xúc với những chuyên gia, những đầu bếp có tay nghề cao tại các khách sạn, nhà hàng lớn, anh Lệ đã thấy được sự sáng tạo, hấp dẫn và cuốn hút trong công việc của người đầu bếp. Vậy là anh quyết tâm học hỏi để nâng cao tay nghề và tài nghệ của mình. Sau khi mà mình vào mình làm một thời gian thì mình mới thấy rằng là trong cái nghề bếp có rất nhiều cái rất là thú vị. Là mình được khám phá những cái văn hóa ẩm thực của nhiều nước này, rồi ngay cả cái văn hóa ẩm thực của trong nước mình cũng thấy là nó có nhiều cái mới lạ. Bởi vì xuất thân từ một cái chàng trai nông thôn thì mình có tiếp xúc được nhiều cái đồ ăn ngon đâu. Khi ra thành phố bắt đầu mới nhìn thấy ăn phở Hà Nội thế nào là ngon, rồi bún bò Huế thế nào. Đấy, tức là mỗi cái món ăn vùng miền mang đến cho mình một cái cảm xúc riêng, cộng với lại những cái ẩm thực văn hóa thế giới thì người ta làm cho mình cứ say mê dần lên, và sau đấy thì mình cứ thấy mình lao vào thôi. Không chỉ chú trọng vào đam mê học nấu ăn, anh Lệ còn dành nhiều thời gian và tâm trí cho việc học ngoại ngữ, học vi tính. Và mình học cả tiếng Anh song hành cùng với việc học bếp. Đấy, thì sau khi học xong thì cũng là may mắn là vào cái thời điểm đấy bắt đầu là do cái chính sách mở cửa của nhà nước cho nên nhiều khách sạn liên doanh nó bước chân vào. Và rồi chính sự quyết tâm, tinh thần học hỏi nghiêm túc, cầu tiến đã giúp anh Lệ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, bếp trưởng tại các nhà hàng, khách sạn liên doanh lớn ở Hà Nội. Những tưởng khi đã chạm được vào ước mơ, anh sẽ bằng lòng với những gì đã đạt được. Tuy nhiên, lại một lần nữa anh Lệ khiến bạn bè và người thân ngạc nhiên khi anh quyết định từ bỏ mức lương cao ở các khách sạn, nhà hàng lớn để thành lập trung tâm dạy nghề nấu ăn, và nay là trung tâm đào tạo nghề nấu ăn Sao Mai. Bây giờ thì nói thật là mình đã truyền cho họ những cái gì mà mình biết, mình truyền luôn, mình không có giấu giếm gì cả. Vì cái quan điểm bây giờ nó khác ngày xưa ở chỗ là ngày xưa có thể chỉ có một hai nhà hàng thì người ta còn lo là không có việc làm, chứ bây giờ thì nhà hàng nó mênh mông như vậy, có bao nhiêu học sinh học bếp đều ra trường đều có chỗ làm hết thì việc gì mình phải lo mà mất nghề đâu. Đấy, cho nên là mình chuyển hết các bạn bây giờ là vừa có điều kiện kinh tế này, vừa có cái điều kiện về cái thông tin xã hội như kiểu là các cái mạng internet các thứ đấy, thế là họ tiếp cận được rất là nhanh, cộng với việc là bây giờ mình đào tạo với cái tâm huyết là truyền nghề thoải mái nên là họ có điều kiện để họ học hỏi nhanh hơn ngày xưa rất là nhiều. Như chị bảo, tận tình không giấu nghề của anh đã khiến các học viên rất quý mến, và khi nói về anh Lệ, các học viên đều có chung một cảm nhận. Thầy Lệ là một người rất nghiêm khắc nhưng mà lại ân cần chu đáo, dạy em những các kỹ năng mới, ví dụ các món gia vị tẩm ướp thì mới lạ hơn, và cách cầm dao thì cũng nhiều cái mà em chưa biết. Mọi sự khởi đầu đều rất khó khăn vất vả, nhưng với anh Lệ thì những khó khăn vất vả đâu có cản ngăn được sự quyết tâm, niềm đam mê và mong muốn truyền lại nghề cho thế hệ trẻ. Bởi với anh, truyền lại nghề không chỉ để các học viên có công ăn việc làm, tự lo cho mình, mà quan trọng hơn đó là giải quyết được tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay. Năm 2011 thì Sao Mai mới chính thức ra đời, và lúc đấy mới là cái tiêu chí rõ ràng là đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp. Đấy. Thì cái việc mà đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp vào cái thời điểm năm 2012 đến tận bây giờ nó càng ngày càng phát triển, bởi vì sao, là do cái nhìn nhận trong cái thực tế mà các bạn cũng thấy rằng là tốt nghiệp đại học ra thất nghiệp rất là nhiều, đúng không ạ? Cái lượng mà thất nghiệp được cho là cao nhất thì nằm ở lực lượng đại học, đúng không ạ? Cho nên là người ta bắt đầu nghĩ đến cái việc là nên chuyển đổi, có tiếp tục học đại học hay là học nghề.
Đấy, đúng không ạ? Thì phụ huynh học sinh đều có thông tin mà, người ta nghĩ rằng là đấy, bây giờ học nghề có thể mang lại cái sự thành công nhanh chóng thì tại sao không? Vậy cho nên là cái tư duy của mọi người thay đổi thì tự nhiên cái ngành đào tạo này nó cũng thay đổi. Bảo tận tình cách chế biến các món ăn mới và những kinh nghiệm đúc kết được của mình cho các học viên. Những điều đó đã giúp trung tâm dạy nghề nấu ăn Sao Mai của anh Lệ luôn là địa chỉ tin cậy của nhiều nhà tuyển dụng. Và khi nói về chất lượng học viên tại trung tâm dạy nghề nấu ăn Sao Mai, họ đều có chung một nhận xét. Rất là hiện tại địa bàn Hà Nội mình có rất nhiều các trung tâm dạy nghề đào tạo và nấu ăn. Tuy nhiên thì Redsun ITI vẫn chọn Sao Mai là một địa điểm để bên Redsun tuyển chọn ứng viên và làm việc, bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là cái chất lượng đào tạo ở Sao Mai rất là ổn định. Các bạn làm việc rất có trách nhiệm và kỹ năng thao tác nghề của các bạn rất là tốt, rất là ổn. Thứ hai là cái tinh thần làm việc cũng như là sự hợp tác giữa Sao Mai đối với Redsun. Không chỉ truyền cho các học viên phương pháp sáng tạo và chế biến món ăn, anh Lệ còn tận tình hướng dẫn, tư vấn cho học viên để các em có thể tự mở nhà hàng của riêng mình sau khi tốt nghiệp. Ngày hôm nay, anh Lệ rất vui mừng đến thăm nhà hàng của cô học trò năm nào của trung tâm Sao Mai. Anh ân cần thăm hỏi, tư vấn và không quên động viên để học viên của mình có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những khó khăn, để có thể đi đến tận cùng của đam mê và gặt hái được thành công. Đi đến đâu, anh Lệ cũng gặp được niềm vui, sự hân hoan của các học viên khi họ trong hành trình khởi nghiệp, dù biết rằng con đường đi của mỗi người không giống nhau, có khó khăn, có niềm vui và cả những nỗi buồn. Bây giờ thì các bạn có khá nhiều cái thuận lợi để trở thành đầu bếp giỏi. Đấy, tuy nhiên là cũng phải nói rằng là những cái bạn là thực sự đam mê và chịu khó. Đấy, thì các bạn có thể là vượt lên được, cộng với cái việc mà các bạn có một chút cái năng khiếu bản thân đấy, thì các bạn có thể là tiến xa hơn. Còn nếu bình thường mà gọi là để học để nấu được bếp ấy, thì ở trung tâm Sao Mai là có thể rèn giũa những các bạn rất thông thường, tức là kể cả chưa bao giờ va chạm chuyện bếp núc vẫn cứ có thể trở thành một cái người nấu bếp rồi đấy. Còn cái người đấy có thể trở thành một cái đầu bếp siêu đẳng giỏi ấy, gọi là nổi tiếng nữa, thì lại phải cần cái tố chất riêng của người ta. Đấy là cái sự thông minh, sự cái tư duy trong bếp, cái đầu óc tổ chức. Nó không có đơn thuần rằng là anh chỉ cần nấu cái món ăn đấy là xong. Anh phải biết quan sát xung quanh, anh có kỹ năng mềm tốt đấy, và anh có cái đầu óc tư duy. Thì cái việc anh bắt nhịp được với nhiều cái món ăn ở bên ngoài đấy, nhiều cái nền văn hóa ẩm thực anh phối lại, và lúc đấy tạo ra cho mình cái riêng. Đấy là cái rất cần thiết đối với lớp trẻ. Nhưng chắc rằng với sự truyền nghề, chỉ bảo và hướng dẫn nhiệt tình, tâm huyết của đầu bếp Trương Công Lệ, mỗi thế hệ học viên của trung tâm nấu ăn Sao Mai đều có việc làm ổn định, có thu nhập và xa hơn là có những bước tiến vững chắc trong tương lai. Và đó cũng chính là mong muốn, là nguyện ước của người thuyền trưởng, bếp trưởng Trương Công Lệ.